Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Phúc Tuấn, cựu sinh viên hàng không khóa 201. Rất vui được chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm trong công việc sau khi có một cái thời gian làm việc ở đây và những cái kinh nghiệm mà tôi tích lũy được sau thời gian tôi học kỹ thuật hàng không. HLS Việt Nam là một thành phần của tập đoàn HLS Group tại Đức. Thì loại hình công việc của công ty đó là thiết kế và sản xuất các nhà máy sản xuất ô tô cho các hãng ô tô của Đức, ví dụ như Audi, Mercedes, BMW. Thì hiện tại công ty HLS Việt Nam có 17 kỹ sư là cựu sinh viên của kỹ thuật hàng không. Và hiện tại là khá nhiều cái bộ phận chủ chốt trong công ty là cảm thấy rất là hài lòng với các kỹ sư mà thuộc kỹ thuật hàng không. Và các em là đang đảm trách hầu hết các cái công việc mà chính của công ty. Những cái mảng công việc đó là mình thiết kế cái dây chuyền sản xuất ô tô. Sau đó thì từ cái dây chuyền sản xuất đó mình mới đưa qua một cái bộ phận là bộ phận mô phỏng, vì mình cần phải đảm bảo là khi đi ra nhà máy nó hoạt động được. Nên là cái bộ phận mô phỏng sẽ có cái trách nhiệm, nhiệm vụ đó là mình mô tả cái hoạt động của nó để đảm bảo là nó hoạt động được. Sau cái việc mô phỏng đó thì mình mới tiến hành đến cái việc đó là triển khai ra các cái bản vẽ để gửi đến nhà máy sản xuất và tiến hành lắp ráp. Cái kỹ năng mà đầu tiên tôi thấy là ở kỹ thuật hàng không là một lợi thế, đó là các bạn ở kỹ thuật hàng không có khả năng tự học hỏi rất là cao, ngoại ngữ rất là tốt. Vì công việc này nó là một cái lĩnh vực mới và không có một cái tài liệu hướng dẫn nào bằng tiếng Việt cả. Tất cả là bằng tiếng Anh và cả tiếng Đức nữa. Nhưng các bạn ở kỹ thuật hàng không là đã có một cái thời gian gọi là tự rèn luyện để có thể khi đi vô công việc là có khả năng tự học rất là cao. Thì đấy là một cái kỹ năng rất là tốt. Rồi ngoài ra, trong quá trình mà làm việc thì mình cũng thường xuyên tương tác với khách hàng là phía Đức. Thì các bạn ở trong bộ môn kỹ thuật hàng không cũng có một cái khả năng giao tiếp để có thể trình bày cái ý tưởng của mình cũng như là thuyết phục đối tác ở phía Đức theo cái thiết kế của mình. Nên là đây là cái lợi thế của các bạn kỹ thuật hàng không. Các bạn hãy kiên trì. Khi mà đã chọn một con đường nào đó, mình cần phải kiên trì. Bởi vì thực ra khi đi học rồi mình đi làm việc, ai cũng muốn mình có một cái công việc tốt cả. Công việc tốt, lương khá, ai cũng muốn chuyện đó. Tuy nhiên để đạt được chuyện đó thì dù các bạn làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cái cần đó là phải có sự kiên trì. Thì cái đấy là cái mà đức tính cần thiết mà mọi người để thành công thì các bạn cần phải có cái điều đó. Và nó sẽ theo đuổi mình trong suốt cái thời gian mà khi các bạn ra trường.